Chào tất cả các bạn, mình là Xuân Hồng đi sale và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để đăng ký trở thành đối tác của Mio để kiếm tiền online qua điện thoại các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn xuống dưới cái phần mô tả của video clip này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần hướng dẫn vô cùng chi tiết là một cái link đăng ký trở thành đối tác của Mio. Các bạn nhấp vô đó và điền đầy đủ thông tin. Sau đó thì ở bên hệ thống vận hành của Mio sẽ liên hệ với các bạn để tạo tài khoản và cấp cho các bạn một cái tài khoản Mio Partner các bạn ha. Thì sau đó các bạn sẽ vô trên cái phần thứ nhất là nếu điện thoại của các bạn là hệ điều hành Android thì các bạn sẽ vô CH Play. Hai nữa là nếu mà hệ điều hành iOS thì các bạn sẽ vô App Store thì các bạn sẽ search là Mio Partner. Sau đó các bạn download xuống. Sau khi download xong thì các bạn sẽ sẽ lấy cái tài khoản mà đã được cấp trước đó các bạn đăng nhập vào. Đấy. Thì sau khi đăng nhập vào thì các bạn có thể thấy là một cái app như thế này đây các bạn. Đấy, một cái app như thế này. Các bạn có thể nhìn rõ hơn ha. Đó, một cái app như thế này này. Thì các bạn sẽ có những cái phần ví dụ như là Mio, chăm sóc khách hàng, đơn hàng, tài khoản. Thì trong phần đơn hàng thì các bạn sẽ theo dõi được cả đơn hàng của bản thân mình và đơn hàng của khách hàng của mình luôn đó các bạn. Còn phần chăm sóc khách hàng thì các bạn sẽ nhìn thấy danh sách những khách hàng của mình. Đặc biệt về phần tài khoản thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường là link giới thiệu khách hàng. Thì các bạn chỉ cần copy hoặc share, copy cái link này đưa cho cái khách hàng nào mà mình muốn họ đăng nhập, họ tạo tài khoản Mio để họ trở thành khách hàng của mình, họ mua hàng á. Thì các bạn đưa cái link này và khi họ cài đặt thành công thì bạn sẽ nhìn thấy trong phần đó là chăm sóc khách hàng là sẽ nhìn thấy cái người đó. Rồi, các bạn còn có thể thấy được là quản lý tài khoản, báo cáo thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, phiếu giảm giá. Rồi, các vấn đề khác ở trong phần này. Về đơn hàng thì các bạn sẽ xem xét ở đây. Thì đơn hàng thì các bạn sẽ theo dõi được những trạng thái, ví dụ như mới, chờ, xong, hủy ha. Trong trường hợp các bạn nhận đơn hàng từ phía Mio chuyển tới thì các bạn thanh toán xong cho các bạn giao hàng á, thì các bạn vô trong những cái đơn hàng này nè, các bạn sẽ chuyển trạng thái nhấp vào đơn hàng và chuyển trạng thái đó là đã hoàn tất các bạn nhé. Đấy. Rồi nếu như mà khách hàng của bạn á, mà có đơn hàng mới á, thì nó sẽ vào cuộc mới như thế này. Đấy, mình có thể show cho các bạn, mình có rất là nhiều đơn hàng ở đây này. Và mình được tính về cái phần doanh số thực thu là hiện tại là trong tháng này là 1.8 triệu này. Lợi nhuận của mình là 188.000 các bạn thấy không? Và ngoài việc mà mình đi chợ dùm cho những người xung quanh thì mình có thể đi chợ cho bản thân mình thì mình sẽ được chiết khấu 10% với mỗi đơn hàng, cũng giống như đơn hàng đầu tiên của mình thì mình sẽ được giảm tới 40% đó các bạn. Đó. Rồi về phần Mio thì các bạn có thể tham khảo thêm, thì chúng ta sẽ có những cái phần ví dụ như thịt cá, rau củ, trái cây vân vân, gạo combo. Thì lưu ý luôn, khi mà các bạn tư vấn cho khách thì các bạn nếu như mà những khách nào mà họ quá lười đi chợ thì các bạn có thể tư vấn phần combo chọn rất nhanh. Cái thứ hai nữa là các bạn để ý luôn thì ngày nào ở trên app của Mio cũng có phần flash sale ở trên đây. Thì nếu như mà các bạn nào mà chúng ta có một cái ý tưởng kinh doanh thay vì các bạn có một cái sạp ở ngoài chợ thì các bạn có thể săn sale để chúng ta lấy một cái giá rẻ hơn về chúng ta bán cho những khách hàng của mình. Đó là chuyện bình thường thôi các bạn. Và mình hy vọng đây là một trong những cái app online giúp các bạn có thể kiếm thêm được thu nhập. Hơn thế, nếu chúng ta không kiếm được thu nhập thì chúng ta vẫn tiết kiệm được tiền đi chợ các bạn. Bởi vì bản chất là Mio cam kết là giá thấp hơn siêu thị các bạn. Thậm chí thấp hơn siêu thị mà còn giao miễn phí tận nhà khi mà các bạn đơn hàng trên 200.000. Thậm chí là khi mà các bạn mời được những cái người khách của mình vô chung group đi chợ đó đạt trên 500.000 là các bạn đã được giảm giá 10% rồi. Vậy thì chúng ta không có dạy gì mà chúng ta không đào ngay app Mio về để sử dụng. Và nếu như có bất cứ cái thắc mắc hay cần giúp đỡ thì các bạn đừng ngần ngại, các bạn cứ comment ở dưới cái video clip này thì mình sẽ trả lời và hỗ trợ tất cả các bạn ha. Đấy, và nếu như mà các bạn yêu thích thì các bạn đừng quên follow và subscribe kênh YouTube của mình để xem những cái video clip tiếp theo, cũng giống như là sẽ có những cái video clip để hướng dẫn các bạn làm sao để có thể có nhiều khách hàng hơn và chăm sóc khách hàng tốt hơn để chúng ta có thể có thu nhập tốt hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Xuân Hồng, đi sale.